89 60 90. Con đang làm gì mẹ hả? Sao đưa từ đâu con cho người khác? Mẹ, sao mẹ bao mà mẹ lại không bỏ của? Sao? Bây giờ con hỏi ngược lại mẹ nữa hả? Mẹ hỏi tại sao con đưa từ đâu của con cho người khác? Con... Nếu không thì nói thật đấy. Được, nói ba mày đi. Ở nhà hai mẹ con có chuyện gì vậy? À, không có gì đâu anh. Hai mẹ con đang bàn chuyện phụ nữ à? Nỡ hăng quá rồi anh. Trời ơi, mẹ lúc nào cũng yêu thương con mà toàn đem ba con ra dọa con không ạ? Thế con không sợ sao? Sao con phải sợ khi con đang giúp ba của con lựa chiếc váy cho mẹ thân yêu của con chứ? Đây, cái váy bạc tỷ của em đây. Vậy đó mà không dám mua. Anh đi làm về vừa nhận lương xong anh phải chạy ra mua liền cho em. Cái này là phiên bản có giới hạn đó nha. Sao anh biết số đo của em mà mua? Thì con bé Nhi nè, nó đo số đo 3 dòng của nó rồi nó suy ra cho em. Anh tệ quá, mãi lo làm việc mà bây giờ số đo của em anh còn chưa biết nữa. Thôi anh xin lỗi em nha. Mẹ xin lỗi đã hiểu nhầm con. Mẹ sợ con... Mẹ sợ con hư đúng không? Con á thì lại sợ mẹ hy sinh quá nhiều mà không lo cho bản thân của mình. Bây giờ hai mẹ con mình làm cái thỏa thuận nha. Con sẽ quyết tâm không làm cho mẹ lo lắng. Còn mẹ á, phải quyết tâm lo cho bản thân mình trước khi lo cho con với cho ba đó nghe. Vậy thì lương tháng này thiếu anh tính sao đây?